Ông, thưa các bạn, ladies, gentlemen, and friends, gặp mặt lần đầu tiên chính thức với giới báo chí ở thành phố lớn này, I am very có lẽ trong các bạn and also in a different condition. I believe mà lực lượng võ trang nhân thành phố Sài Gòn gia đình đã giải phóng thành phố như thế nào. You friends, các bạn đã được chứng kiến những giờ phút lịch sử đó ở thành phố Sài Gòn gia đình này, cũng như có thể có một số các bạn được chứng kiến ở những nơi khác nữa. Những điều đó đã kết thúc hơn 117 năm đất nước chúng tôi mất quyền độc lập tự do. The liberation of the Saigon city, and also from now on, đã được without saying that we meet with a number of difficulties in the first days of our liberation. Nhưng năm chiến tranh, but attitude of the people here towards the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam, the Armed Forces of the People. Khi mà nhân dân đã ủng hộ, khi mà nhân dân đã nắm được cái quyền làm chủ của mình, thì when there is the people's support, when there is the people's determination, all obstacles will be wiped out. Do đó, mặc dầu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào trong thời gian ngắn có thể đem lại trật tự trị an đầy đủ trong thành phố Sài Gòn gia đình này, cũng như đem lại đời sống bình thường của nhân dân Sài Gòn gia đình. Inspire, bạn đã biết chúng tôi vừa giải phóng xong thành phố Sài Gòn gia đình, một thành phố có trên 3 triệu dân. Và nếu tôi không nhầm thì từ xưa tới nay chưa có một thành phố nào lớn, dân số đông như thế này được giải phóng trong thời gian ngắn nhất như thế này. Vì thế trong một cái thành phố lớn đông dân mà lại là cuộc tấn công rất thần tốc, do đó cho nên nhá là đặt cho chúng tôi rất nhiều việc cần phải làm tiếp, làm những nhiệm vụ mà trước nhất là nhiệm vụ trật tự trị an trong thành phố và đời. Các bạn chắc cũng đã rõ là cái nhiệm vụ và vì sao tổ chức cho ủy ban công quản rồi, cho nên tôi không nói dài về vấn đề tổ chức ủy ban công quản. I would like not to speak long.